Có rồi nhá. À này, mã này mọi người lấy mã tiếp theo luôn cho em. Mã là T43. Em mọi người ơi, T43 này chung em bán nhiều lắm rồi. Bây giờ em giờ đây bán ra mà nào cũng biết. Okay. À này, mã này ơi, anh gửi được link rồi. À này, mã này mọi người lên mã T43. Cạp của nó thì cạp dày cho các chị luôn. Cạp thì cực kỳ là cạp dày. Dây là dây rút buộc đẹp như này cho các chị luôn. À này, mã này mọi người lên mã cho em mã là gì ạ? T43. Ok, áo Chanel. À này, em đang mặc mọi người lên mã cho em mã áo Chanel trắng cho em nhá mọi người ơi. À này, em đang mặc mọi người lên mã cho em mã áo Chanel trắng giúp em. Có 650 yên cho các chị nhá. Ok chưa ạ? Còn đây là mã T bao nhiêu ạ? T43. Quần này nói chung em bán nhiều lắm rồi các chị ơi. Thề với các bác luôn. Quần này nhá, thứ nhất là cạp của nó rất là dày. Thứ hai là cái dây rút cho các chị này cực kỳ xịn sò luôn. Ai lấy mã này mọi người lên mã luôn cho em mã T43 có trắng. Và T43 cho em có màu này màu đen. Mùa hè các bác mặc mấy con quần này em nói thật mọi người ơi. Nó là hơn cả chân ái luôn. Các chị nào vào sau thì các chị cho em Thúy xin vài nút chia sẻ nha các chị ơi. Chào các bác, bà nào vào sau mọi người cho em Thúy xin vài nút chia sẻ. T43 có trắng và T43 có đen. Em bán chỉ có 850 yên thôi. Ok chưa? T43 có trắng và T43 có đen. Các chị lên mã luôn cho em T43 kèm màu. Mùa hè kiểu gì mà cũng phải cần quần thể thao. Nhưng đây các chị mặc quần thể thao này cho em là quá ok luôn các chị ơi. T43 nhá, nhìn nào. Nè, quần này thì em sẽ có size cho các chị là S, là có sẽ có size cho các bác nhá, là S, M, L đến XL cho các chị luôn. À này, mã này mọi người lên mã cho em là T43 kèm màu nha các chị ơi. T43 trắng và T43 đen kèm size luôn. 850 yên nha các chị ơi, 850. Ok cho mọi người 850 nha. 850 con này. Con quần này sang lốt, con kia còn không? Con này sang lốt 300 yên nhá. Con có maxi đi biển nha các chị ơi. T43 mọi người comment đúng cú pháp cho em T43 kèm size cho các chị được kèm size mà. Cho các chị được kèm size luôn. Là cô chọc này hôm nay sao 300 yên nhá. Thế hôm nay em vừa bán vừa tặng cho bà thôi. Là ai lấy mã này mọi người lên mã cho em 300 yên này. Ai lấy 300 mọi người lên mã 300 cho em. Quái bơ hiện tại bây giờ đang hết nhá. À này, mã này mọi người lên mã cho em luôn. 300 yên sọc. À để sọc chút sọc 300 yên gửi đường link vào sau đi anh. Gửi đường link vào sau đi. Thứ hai. Ok, T43. À này, mã này mọi người lên mã luôn cho em. Các chị em ơi, mọi người chia sẻ giúp em với nhá. Bà nào ở sau mọi người cho em Thúy xin 1 2 nút chia sẻ nha. 300 yên một con. 300 không có đâu ạ. Bây giờ tới đâu em xem tới đấy thôi. À này, 300 các bác lên mã 300 yên giúp em. 300 yên nhá. Xinh lắm. Cái này đằng sau các bác mặc phối đồ đẹp dã man. T43 bác Uyên Berry bác lấy màu gì ạ? Lên màu giúp em. Tổng 300 yên. T300. Đây rồi, Aikina. Con này còn không? Con này còn đúng không? Nguyên Thanh. Ok. Vũ Hằng. Ok các chị. À đây xả áo đen, mọi người lên mã xả áo đen giúp em nhá. Quần có đủ size ạ, S, M, L đến XL luôn. Ok, T43 kèm màu luôn giúp em nhá các chị ơi. Em lên mã nào giúp em ngồi chốt nhá. À đây mã này mọi người lên mã luôn cho em. Mã là gì ạ? Các bác lên mã luôn cho em. Mã này là mã xả áo đen. Ăn đến xả áo đen, mọi người lên mã xả áo đen cho em. Xả áo đen giá cho các bà luôn ngày hôm nay. Xả áo đen. Xả áo đen nhá, giá cho 610 yên nha. Ok chưa? T43 đâu? T43 của chị đâu em? Đây quần thể thao, có một cái mã quần thể thao ở đây. Ok. T43 nó là mã này các chị ơi. Mùa hè mà thật các bác ơi, mùa hè mọi người mặc mấy quần thể thao này nó gọi nó hơn cả chân ái luôn các chị nhá. Ok chưa mọi người? Bị đơ rồi á, có xem vừa nghe chim không? Ai lấy mã này mọi người lên mã cho em T43 trắng và T43 màu đen nha. T43 trắng và T43 màu đen nha. Sẽ có size cho các chị hôm nay không có ai chống nắng đâu ạ. Ok chưa? Mũ cho em này, ai lấy mũ mọi người lên mã mũ này. Để mũ này 100 yên. Xảo đen có hàng mà. Mũ này 100 yên này. Mũ 100 nhá. Ai lấy mũ 100 các bác lên mã mũ 100 yên giúp em. Mũ 100 yên đây, mũ mọi người lên mà mũ 100. T43 là 850 yên các chị ơi. Con này hôm nay cũng treo này. Hôm nay đang cũng treo. Ok cho mọi người. Ok, T43 kèm màu nhá bác Trần Thảo ơi. Mọi người kèm màu giúp em. Có một chuẩn màu. Con này em có một cái mã quần thể thao sảnh. Ok, xả áo đen vào lấy cho tôi nhé. Nào đây. Em có một mã quần thể thao này em đang sale lốt cho các bác 799 yên. Ok, mũ 100. À đây mã này mọi người lên mã cho em. T43 cho bác Trang Nguyễn chưa anh? À này, mã này mọi người lên mã cho em. Mã là gì ạ? 799 yên. Cho đơn cho em 799 y này. 799 y. 799 đen. Thể thao xẻ nhá, xẻ ở bên này này. 799 màu đen. Ok chưa ạ? T43 Minh Anh. 799 cho em, màu này nó là màu trắng. 799 cho em.
ok cho mọi người. À đây 799, các bác này mã 799 kèm màu kèm size nhá. 799 trắng này. Bán lớp 799 nhá. Cũng cạp dây rút rất xịn luôn. 799 cho em màu này màu đen. Ok ạ. 799 cho em màu này nó là màu màu ghi nhá. 799. Bác trà mi á, bác trà trà. Bác trà trà bác con mừng cái gì nhỉ? Mà không đúng chưa nhỉ? 799 cho em. Ờ, T43 là mã khác, mã này là mã 799 thôi, không phải 7T43 đâu. Cái này là thể thao sẻ nhưng bán sale 799 thôi, con này chưa bán hơn 900. Nói chung con này chưa bán, con này là 920 yên, đây sale 799 nhá. 799 ghi này. 799 đen nhá. Có size SML thôi các chị ơi, 799 trắng. Có size SML thôi, đây em còn bằng này con, em còn ít em sale lốt. Ok các chị có một nhanh nhá. 799 giúp em. Ok ạ, mỗi 100 hết rồi ạ. Có xe em. Ok, 799 này. Hằng Minh đen, Nguyễn Thu Yên đen. Hết đen. Hết đen à? Ghi ạ, cho bác Hồng Trang nhỉ. À này. Cho đi. Ghi cho Hồng Trang. Anh gửi đường link vào trong ấy chưa? Ở trong link kia chưa? À này, bán này mọi người đã chuột cho em. Ai đấy chuột mọi người lên bán chuột 520 nhá. Chuột 520, ai lấy chuột mọi người lên mã chuột cho em, chuột 520 này. Chuột 520 nhá. À, anh Nam đưa cho em cái giấy xanh, em sao lúc giấy xanh cho mọi người. Không có đấy, giấy mới, anh lấy giấy mới là làm cái gì. Ok, 799, ok. Mọi người lên mã cho em giấy này, em xem 1 sen lúc 1 sen. À đây giấy, mọi người lên mã giấy 1 sen kiểm sai đi, 35, 36, 37, 38, 39. Giấy 1 sen. Ok, chờ ghi màu đen hết ạ. Ờ, trắng cho bác Tú Hà này. Ghi cho bác Hồng Trang chưa chưa? Chuột 530. Một cái ạ. À này, bán này mọi người giày 1 sen kèm sai. Giày 1 sen thôi ạ, kèm sai 35, 36, 37, 38, 39. Giày 1 sen cho em. Giày 1 sen kèm sai nhá. 35, 36, 37, 38, 39. Giày 1 sen 799. Còn ghi đây. Tôi ghi chưa ạ? Giày 1 sen kèm size duy nhất ngày hôm nay đổi đúng trước. Thề từ khi em bán giày chưa bao giờ em treo giá ngày hôm nay luôn. Trắng cho Hồng Ngọc. Ok. À để mã này mọi người lên mã luôn cho em. Ok. Giày 3 cùng ngoài thương. Thề chưa bao giờ em treo giá ngày hôm nay luôn. Thật thật sợ luôn đi các chị ơi. Các bác chia sẻ nha. Ôi, mọi người chia sẻ cho em đi. À để xem này mọi người lên mã cho em là xe lâu, ai để lâu chứ lâu 700. Mọi người lên mã cho em mà lâu cho em 700 yên lâu nhá. Ai để lâu mọi người lên mã cho em mà lâu 700. Lâu 700 yên. Bùi Thị Thu Huyền. Ai lâu mọi lên mã lâu cho em. Lâu 700, ai lấy lâu mọi người lên mã lâu 700. T43 trước rồi. Trắng cho Nguyễn Nhung. Giày 1 sen Nguyễn Thị Lệ. Ai này bán này mọi người lên mã cho em. Lâu này 400 chất tâm nhá. Lâu mấy cái anh? Lâu chất tâm này 400 này. Lâu 400. Con này còn nốt 2 đi, đi các chị cho nốt đi. Nốt 2 đi này là hết rồi. Còn 2 đi là hết, 1250 nè. Ai lên 1250, các bác lên mã 1250 nè. Ai lên mã 1250, mọi người lên mã 1250 nè. Em còn đốt 2 đi nữa là hết này. 1250, con này đang hot rồi, nói chung con này quá hot rồi. Xe nâu 700 không có hết, ông có sai á. Mọi người nhìn hàng cho em này. Ai lên mã này, mọi người lên mã luôn cho em. Mã là gì ạ? Mã là 1250 kèm size, 3 size ML nhá. 1250 kèm size, 3 size ML cho em. Ai lên 1250, mới lên mã 1250 kèm 3 size ML. Barren này mình còn không em ơi? Barren này mình còn không? Các chị lên tính chịu một trắng một đen. Ok, thêm một giày size 36, ok ạ. Ai lên mã này mọi người lên mã che mà 799 yên. Ai lên kẻ mọi người lên mã kẻ 799 nhá. Ai lên kẻ các bác lên mã kẻ cho em 799 yên kẻ. Xem đâu không có sai đâu ạ. Ai lên mã này mọi người lên mã che mã là gì ạ? Kẻ cho em 799. À đây kể các bác này mã kể cho em kể 799 nhé. Ok, 1250S Nguyễn Nhung. 1250S Bùi Thị Hiền. Ok. Có co giãn nha bác Minh Anh rồi. Hàng có siêu co giãn luôn. Ok chưa ạ? À đây mã này mọi người lên mã luôn cho em. Hàng có co giãn nha các chế nhá. Đây váy này, chất váy này 700 biên lốt này. Váy nhá, váy kiểu dáng váy sơ mi rung rung đây này. À đây mà váy này mọi người lên mã cho em luôn. 700 biên. 700 biên. Dáng váy sơ mi nhá, ở đây nhá. Ai để mã này mọi người lên mã luôn cho em, mã là gì ạ? 700 yên. Ai để 700 mọi người lên 700 nha.
và váy sơ mi 700. Ai làm mã này cho luôn cho mã xanh 700 nhé. Kẻ 799. Cài cho chị một con này sẽ ép cái cúc đây. Ok, kẻ 799. Có xét họ không? Xét họ là xét gì? Ai lấy khoác này một người lên mã cho em mặc khoác xanh 1640 nhé. Ai lấy khoác xanh một người lên mã cho em mặc khoác xanh cho em này. Khoác xanh này là 1640. Ai lấy khoác xanh các bác lên mã khoác xanh 1640. Váy này 1C này 2 size M nhá. Ai lấy váy 1C một người lên mã váy 1C cho em 2 size M váy 1C này. Đây còn dây đây. Bây giờ em lên từng mã dây 1 nhá, các chị lên mã cho em luôn này. Bây giờ em sẽ lên từng mã dây 1 cho các chị, mọi người cứ vậy mọi người lên nhá. Ok các chị ơi. Ok ạ, giờ em lên mã này, mọi người lên mã luôn cho em này. Mã này có một chút luôn cho mặt cười hồng cho em. À ok, mặt cười hồng. Em ơi tắt quả cho chị đi. À đây mặt cười hồng, em cài cúc quả cho chị ở trong đấy đâu, chưa cài cúc trên váy đâu. À đây mã này mọi người lên mã cho mã mặt cười hồng cho em, đều là chất lụa nhá. Không phải chất lụa cho các bác trả này hàng luôn. Ai để mã mặt cười hồng, mọi người lên mã cho em mã là gì ạ? 1250 giờ, em biết ơi. Mọi người lên mã cho em mặt cười hồng cho em. Mặt cười hồng là 699. Thỏ đen, ai lấy thỏ đen, mọi người lên mã cho em mặt thỏ đen cho em này, 699 nốt này. Ai lấy thỏ đen, mọi người lên mã cho em mặt thỏ đen 699 nha. Ai lấy thỏ trắng, mọi người lên mã cho em mặt thỏ trắng cho em này. Thỏ trắng cho em 699, chất lụa cực kỳ mát luôn. Thỏ trắng cho em 699 này. Ai đấy mọi người lên mã nương cho em mặc gấu cam này. Gấu cam 699 này. Dây chỉ có dây kẻ thôi. Ai đấy gấu xanh này thôi. Ai đấy gấu cam, mọi người lên mã gấu cam cho em này 699 gấu cam này. Ai đấy thỏ xanh, mọi người lên mã thỏ xanh này. Màu xanh rồi. Ai đấy thỏ xanh, mọi người lên mã thỏ xanh cho em. Lên váy một phen đây. Đây mà. Váy xanh 700. Thỏ xanh, ai đấy thỏ xanh chứ thỏ xanh cho em này. 699. Thằng mã này mọi người lên mã luôn cho em, mã là chuột và chuột cam nhá. Ai lấy chuột cam, mọi người lên mã chuột cam cho em 699 này. Thế nhỉ? Chuột cam 699 này. Khoai dương. Thỏ xanh này. Thỏ xanh 699 này. Thỏ xanh Akina. Gấu cam này 699, gấu cam này. Thỏ trắng 699 này, nên đấy luôn em nhé. Thỏ đen 699 này. Và đây là mặt cười hồng 699 nhá. Đồng giá luôn, chất cực kỳ mát luôn. Không mát không lấy tiền. Là váy xanh hết à? Cam ra ngoài dương. Đấy, hết này còn một. Các chị chia sẻ bài cho em mình nhá. Em ơi bật quạt cho chị cái lại nóng rồi. Thế giờ sao? Nóng. Ok chưa? Một thỏ xanh, một thỏ trắng, một thỏ dương. Hết trắng hết rồi nhá. Thấy ơi. Em lấy trắng, em lấy màu trắng nữa. Ok Trang Vũ. Anh này mã này có một chút đơn cho mà lửng trơn đen nhá. Ok các trẻ ơi, bà nào có đơn inbox con link cho em nhá, không biết dối nhá. Anh này mã này mọi người lên mã cho em mà lửng trơn đen nhá, 780 yên, anh đang gửi đường link cho các trẻ đi. Anh này mã này mọi người lên mã luôn cho em mà lửng trơn đen 780 yên kèm size. Mọi người lên mã cho em mà lửng trơn đen nhá, 780 yên kèm size cho em này. Lửng trơn đen 780 yên kèm size, 3 size ML lửng trơn đen nhá. Quần bò xanh, bò đây của Becky có bò xanh. Ai để Becky này, mời lên Becky này cho em 999 yên. 999 nhá. Ai để 999 yên, mời lên mã cho em mã là gì ạ? 999 yên kèm size, 3 size ML 999. Ai để 999 em ơi. Em đưa chị cái phông len len ấy. Phông len, đây, ngoài đây này. Phông len len. Có chữ len len, bên cạnh cái set dây luôn. Đó, nên chị cũng mặc một đấy. À này, mã này mọi người lên mã luôn cho em 999 yên. 999 cho em nhá. Kèm 3 size ML 999. Ok, lửng trơn, bà lấy chốt lửng trơn, chốt luôn cho em lửng trơn nhá. Không le này, ai để le, mọi người lên mã le cho em. Lửng trơn cho em mọi người. Ok. Quần lửng bò xanh thì tại bây giờ đang hết rồi chị ạ. Con sinh viễn chốt rồi ạ. À này, mã này mọi người lên mã cho em. Le này, không le, lỡ le nào. Thỏ cam cho hoa ngoài dương. Becky 999, ok. Ai le le, chút luôn cho em mã le, không lam cứ mặc được nhá. Le 520 đi. 520, 520 đen này. 520 hồng này. 520 màu hồng nhá. 520 màu hồng cho em này. Còn 520 cho em màu này, nó là màu trắng này. Đây 520 kèm màu. 520 kèm màu.
Ok. 520 kèm màu nhá. 520. Hồng ngọc XL. 520 kèm màu. Hồng kiểu một kiểu hồng phấn phấn ý, hồng đẹp lắm. Chứ không phải hồng tươi hồng chói đâu mọi người nhá, phải hồng đậm đâu. Còn kiểu hồng phấn ít đẹp lắm. 520 kèm màu. Lê 520. Lê trắng, lê đen, lê hồng nhá. Được chưa em? Không có đến thì để sau đi. Chốt ghim trước cho mấy bạn đấy đi. Trần Thảo ok. Size M. Thế lẻ hai cái size M. Hai cái size M, cái size L nhá. Xe nhá. Bara đây. Anh đây Bara. Ok ạ. Anh này mã này mọi người lên mã trên mặt Bara Ren 299 nhé nhá. Bara này chỉ chuyên hot girl người ta mặc thôi, đẹp lắm các chị ơi. Thật. Mà con này đến mùa hè các bác mặc mấy cái Bara kiểu len ren chị này đẹp lắm. Ai này mã này mọi người lên mã luôn cho em mặt Bara Ren cho em nhá. Bao nhiêu ạ? 299 yên. Anh này Bara Ren các bác lên mã trên mặt Bara Ren cho em. 299 yên. 299 có trắng và 299 có đen Bara Ren nhá. À đây Bara Ren các bác lên mã cho mà Bara Ren trắng và Bara Ren đen, đẹp dã man luôn này. Mặc xinh á. Hôm trước em cũng đi ở công viên nước mặc cái này nhìn đẹp cực mọi người. Bara Ren. Bara Ren trắng và Bara Ren đen nhá, 299 yên. Ok, thỏ can cho các anh Mika. Ok các chị ơi. Ai Bara Ren mở lên mã Bara Ren. Ok bác Thủy Diễm, các bác Dương, các bác Dung Vũ, các bác Trà. Ok mọi người. Bara Ren. Em lắp đằng sau này các chị ơi, đây này phối đẹp dã man luôn. Ok ra đây, ok mọi người Thanh, ok mọi người thưa, ok các chị. Và đang xem mọi người cho em Thúy xin vài nút chia sẻ nhé các chị ơi. Mọi người là vào sau mọi người thả tim, thả like, mọi người cho em Thúy xin vài nút chia sẻ nhá. Ba ve này, đấy mặc á. Em ơi cái dây bản vuông đâu, dây bản to đâu, trên kia em lấy cho chị luôn đây, chị xem cho mọi người. Cái bà dây chị em bán 320 ý. Đây thì bán luôn. Đây ạ à, các chị ơi. Cái dây này nhà em đang bán 320 yên. Nhưng mà em đợi em đang xem cho các chị. Đó, xem cho các bà lốt ngày hôm nay là 260 yên. Em nói thật, từ khi đầu mùa cho đến bây giờ chưa một buổi nào mà em xem cho các chị. Nhưng ngày hôm nay em Thúy xem cho các bà ngày hôm nay luôn. Ai này mã này mọi người lên mã dây 260 yên. Bản là bản rất là bản vừa cho các bác. Nhưng này không phải dáng dài hẳn, không phải dáng vàng dáng cọc đâu các chị ơi. Nên mọi người yên tâm, làm 10 nhịp phone mọi người biết luôn. Hàng này không có bác không mua đâu, 260 yên luôn thật. Form nó đẹp như này mà. Ai là mã này mọi người lên mã dây 260 kèm màu. Dây 260 có màu đen, có sẵn nệm ngực nha. Có sẵn nệm ngực cho các bà luôn. Có sẵn nệm ngực cho các bà luôn. Có một rõ là dây 260 kèm màu. Bên trong các chị mặc áo ngực vẫn được. Đây là màu da cho em này. Dây 260 màu trắng, em nói thật mọi người nên lấy hai con về mà mặc. Chứ không mấy khi em Thúy sell kịch giá như này đâu các chị ơi. Không mấy khi em Thúy sell kịch giá hẳn như cho các bác như này đâu. Ai là mã này mọi người lên mã dây 260 kèm màu. Bên trong là có hẳn có lệm ngực hẳn hoi luôn. Bản to nên các chị bên trong mọi người mặc áo ngực, mọi người dây áo ngực mọi người vẫn ok. Cái ngực một luôn đấy, luôn chị mặc ngực một đấy. Ai lấy mã này mọi người lên mã cho em mặc dây 3, à, dây 260 đấy, tí là dây 320. Dây 260 màu trắng này. Dây 260 màu này màu da này. Dây 260 màu này là màu đen này, xinh nhờ. Quá đẹp, hai mẫu. Mùa hè các bác ít chất trung thủ quần áo các chị phải có một con này. Thật. Chân thật luôn. Nào, ngực một này, chốt nốt ngày hôm nay là không chốt áo ngực này đâu nha. Ngoài em chốt nốt áo ngực ngày hôm nay thôi, em không chốt áo ngực này nha. Ai này mã ngực này thì các chị nên mã cho mã ngực 1. Các bác nên mã đơn cho mã ngực 1. Ok các trẻ ơi, mọi người cứ vậy mọi người chốt đơn thì nhá. Ai này mã ngực 1, các bác nên mã cho mã ngực 1 cho em. Ngực 1, mã là ngực 1 cho em. Ai này ngực 1, mọi người lên mã cho mã ngực 1. 470 mã ngực 1 cho em. Cái gì đấy? Ai? Các em chuẩn bị đi ăn cưới thôi. Ai để mã này mọi người lên mã ngực 1 cho em. Ngực 1. Ngực này không có gọng đâu ạ à. Em cũng đang có một đêm mà. Không chưa em like đấy, không chưa em like cho các bác biết được đấy. Ai để mã này mọi người lên mã cho em luôn. Mã là gì ạ? Ngực 1, mã là ngực 1 cho em. Đẹp chưa? Ngực 1 kèm màu kèm size 470 một áo. Em đang có một con áo màu đen mặc. Nhưng mặc áo ngực này các chị ơi, có size 34, 36, 38. Mặc áo ngực em nói thật mọi người rất là chắc chắn. Mọi người biết ra đâu. Tại vì nha, cái phần mọi khi áo ngực các chị chỉ có phần 3 cái phần nút cài thôi. Nhưng hàng này có tận 4 cái. 1, 2, 3, 4, 10 không? Có tận 4 cái nút cài luôn. Các chị ơi, mọi người yên tâm. Cái hàng mặc áo ngực này rất là chắc chắn luôn. Thật sự. Em thật ra em chỉ mặc size 34 thôi. Nhưng mà mặc thế nó chắc chắn dã man. Ngực 1 cho em màu da.
ngực một cho em màu lâu và ngực một cho em màu đen. Em thì em hay mặc màu đen em, tại vì em trung thành với màu đen thôi. Tủ quần áo của em chỉ có màu đen thôi các chị, tại vì em thích mặc màu đen ý mọi người. Tùy từng người, mọi người thích mặc màu nào màu đen. À này, má này mới màu đen luôn này. Má này còn phối hai màu cơ. Phối hai màu luôn, phối màu da, phối màu bên dưới màu da luôn, bên trên màu đen này. À này, má này mọi người lên mã cho em bằng ngực một kèm màu kèm size nhá. Ngực một có size 34, 36 và 38 các chị ơi. 34, 36, 38 các chị mặc ngực size bao nhiêu thì mọi người chốt. Tại vì ngực em đều có size hết, đều có đủ size hết cho các bác. Rồi có size 34 đến size 38. 34, 36, 38. Ngực một cho em màu này nó là màu đen. Ngực một cho em màu này nó là màu da. Đó, ok chưa? Có váy 2 dây mua cũng không có đâu ạ. 2 dây nó là mã là 4/29 đúng không? 4/29 nên tìm luôn chị, 4/29 đấy. 4 này có đấy. À này, mã này ngực một cho em kèm màu kèm size 34 36 38. Mặc thích lắm. Mọi người cứ yên tâm. Tại vì em đã mặc rồi nên là như thế nào thì em nói thế cho các bà thôi. Thật sợ luôn. À này, mã này mọi người lên mã ngực một cho em kèm màu kèm size. Mặc cái này cực kỳ là chắc chắn luôn. Tại vì em thích cái áo mặc áo ngực này vì nó kiểu nó chắc chắn đấy. Đầu tiên mới đầu thì mình chưa mặc, chưa biết nhưng khi mặc rồi lại thích. À, ok chưa? Đây bún dây bún này. À đây mã này mọi người lên mã bún cho em 2/29 luôn. Bún có sẵn nệm ngực của em là nệm ngực dày nhá các chị nhá. Thế khi mọi người mặc áo dây bún này này, nó có sẵn nệm ngực cho các bác, khi mọi người mặc lên nên nó rất là ok. Mọi người không cần phải mặc áo ngực bên trong, tại vì cái nệm của nó rất là dày rồi. Mọi người mặc lên á, cái đệm của nó dày nó cao như thế này, mọi người mặc nhưng không khác gì mọi người mặc áo ngực ấy. Thật. À đây mã này mọi người lên mã cho em mã là gì ạ? Bún 299 đi, đệm của nó rất là dày, em không, riêng cái bún này em không bán lệm mỏng nhá. À này, mắt này mọi người lên mã bún 299 yên. Bún 299 yên kèm màu. Có sẵn nệm ngực luôn. Bạn nào mà không thích mặc áo dây vơ cùng cả lên để mọi người chết luôn. Bún 299, dây bún có sẵn nệm ngực luôn. Nệm của nó dày lắm. Nệm của nó dày dã man. Bún 299 cho em. À để bún mọi người lên mã bún 299 yên. Ok, ok xương xương. Ok tiếp nhá. Kem màu cho em ạ. À, không có màu đâu. Ok, ai đến mã này mới lên mã xanh cho em, sơ mi xanh này. 650. Ai lên sơ mi xanh dài tay mới lên mã trên mã sơ mi xanh dài tay em. 650 hàng của Zara. Ai 650 mới lên mã 650. Chân váy bò form dài, chân váy bò dáng dài tới thì có nhiều lắm nhưng mà nó còn lẻ thôi ấy. Còn lẻ ấy, mọi người. Xin số đi em. Rồi chụp cũ đi em. Chụp cũ vẫn là đợi em. À để mã này mọi người lên mã luôn cho em. Kẻ ai đấy kẻ mọi người lên mã cho em mà kẻ xanh cho em 700 nha. Có một gió cho em mã là bún nhá. Mọi người có một đúng mã cho em bún. 700 yên kẻ xanh. À để 700 mọi người lên mã cho em mà kẻ xanh cho em 700. Ai lấy kẻ xanh các bác lên mã cho em mặc kẻ xanh cho em 700 nha. Kẻ xanh 700, ai lấy kẻ xanh các bác lên mã kẻ xanh 700. Em ôm màu nhỏ quá cho chị được. Chân váy đen. Ô, chân váy đen này xinh này. Sao lốt bao nhiêu? Sao lốt quả 999 đi. 3 size ML, có được 2D đúng không? Chân váy 999. Ai lấy 999, một người lên mã 999 cho em. Chân váy này 999 yên. Kẻ xanh có 1 thôi, 1 thôi. Ai là 999, mọi người lên mã 999. Cái này còn không em? Cái này còn không xe không? Còn không? Còn màu be thì á? Thế đấy ạ? À? Thế đai về hai thế này? Ra ngỏ, thế ngọc còn không? Thế đai hết à? Thế thôi hạ xuống luôn. Xanh ngọc 1630 nhỉ các trẻ ơi. Ai này xanh ngọc, mọi người lên mã xanh ngọc cho em. Ai này xanh ngọc, mọi người lên mã xanh ngọc cho em 1630 nhá. Anh ấy xanh ngọc có băng đi mã luôn cho em ạ, xanh ngọc 1630. Viền ngọc hết cho các bạn này. Viền hết. Anh ấy xanh ngọc, một người lên mã cho em ạ, xanh ngọc cho em 1630, cái này có qua TikTok rồi nhá. Xanh ngọc 1630 kèm cho em 2 size M. Anh ấy mã này một người lên mã luôn cho em. Áo này không có đâu ạ. Anh ấy mã này một người lên mã luôn cho em CV 999 nhá. Anh ấy mã 999 kèm size 3 size ML này. Áo này như có một set thôi, anh này có một set 950. Set 2 món 950. Còn màu da đúng không? Mình mang chị một con màu da đi. Ai để mã này mọi người lên mã luôn cho em mà 950 yên cốm nha. Ôi. 950 cốm cho em. Ai để 950 các bác lên mã 950 cốm.
Quần này nó mặc là 1050. Ai lấy quần này nó mặc mới lên mã 1050 kèm 3 size ML nhá. Quần này nó mặc, ai lấy quần này nó mặc mới lên mã 1050 này. 1050 kèm size. Ok, xanh ngọc. Ok, xanh ngọc cho Hằng Ngọc này, xanh xanh cho Minh Anh này. Ok, em trao xanh ra chị. Ok, ai lấy mã này mọi người lên mã luôn cho em. Ok, ai lấy mã này mọi người xin CP cho em 999 nhá. CP 99 cho chưa anh? Rồi. 99 này kèm size 3 size ML nhá, CP 99. Có kim luôn em biết em ạ. Kim hết, này kim hết. Có phông lên nữa, có phông ít đây. Anh này phông ít chứ phông ít, có 50 lốt. Ở đây không ít nhá các bạn ơi, ai lấy không ít mọi người lên mã không ít này, thằng này con hot này. Không ít 650. Ôi giật mình. Ai lấy mã này mọi người lên mã cho em mã là gì ạ? Không ít nhá. Không ít 950 yên. Thằng này đang hot đấy, thằng này đang hot. Mặc đôi cũng được. Còn không? Cốm hết, còn màu da thôi. Mặc đôi, mặc nhóm, mặc đôi, mặc lẻ, mặc nhóm thoải mái được các chị ơi. Ai lấy mã này mọi người lên mã cho em mà xếp màu da cho em 9950 nhá. Ai lấy xếp màu da mọi người lên mã cho em mà xếp màu da 950 hết cốm đúng không? Đây là màu da 950. Ai lấy da mọi người lên mã da cho em da, màu da 950 nhá. Ai lấy màu da các bác lên mã màu da cho em 950. Miu là sao? Có. Bạn nào có đơn inbox cho em đi nha. Có tí phát về. Thử biết được. Bất tính á. Vãi thì bây giờ sao? Xanh Ngọc có 2 size M nha. Bạn nào có đơn inbox cho em đi. Ai lấy mã này mọi người lên mã luôn cho em. Mã là gì ạ? Phông X kèm màu. Ai lấy phông X mọi người lên mã cho em mà phông X màu cốm cho em này. Ai lấy phông X mọi người lên mã cho em mà phông X màu trắng này. Ai lấy phông X mọi người lên mã phông X màu đen này. Và ai lấy phông X mọi người lên mã cho em mà phông X màu rêu nhá. Thế bây giờ bảo mọi người chuyển qua hết cái livestream đầu nhá. Các chị ơi, bà nào có đơn ở cái livestream sau này này, các chị chuyển hết sang cái livestream đầu giúp em ơi. Cái livestream đầu mà em đang like ấy. Tại vì bây giờ em phải tắt cái livestream phải đi, tại vì em chưa like 2 like bao giờ. Nên là em sợ nó bị mất cái livestream đầu. Nên là bây giờ các chị nào bà nào muốn chốt tiếp vào livestream để các chị vào trang cá nhân của em, vào cái livestream đầu giúp em. Tại vì ở trên một cái fanpage này em like 2 ấy. Nhưng các chị thoát ra mọi người vào cái livestream đầu giúp em. Livestream đầu mọi người vào luôn giúp em với nhá. Không có em sợ là tí hóa đi bị mất cái livestream ấy. Nên các bác vào luôn cái livestream sau giúp em. Em có mọi người vào trang cá nhân của em ấy. Mọi người vào trang cá nhân của em vào luôn cái livestream sau giúp em nhá. Ok chưa? Ai lấy mã này mọi người lên mã cho em phông X nhá. Phông X màu ghi này. Phông X màu trắng này. Phông X cho em màu đen này. Phông X cho em màu rêu nhá. Mọi người chuyển sang đi để em còn tắt livestream sau nhá. Em tắt livestream này này, em tắt livestream này nhá. Còn livestream này em vẫn giữ nhá mọi người. Đó nên bà nào muốn chốt đơn tiếp thì mọi người vào trang cá nhân của em. Nốt xuống bên dưới em có đăng livestream ở cái livestream đầu ấy. Các chị vào luôn cái livestream đầu giúp em nhá. Ok chưa? Ai lấy mã này mọi người lên mã cho em vào phông X nhá. Phông X màu ghi này, phông X màu trắng này. Phông X màu đen và phông X màu rêu. Anh nghĩ cho chị Mai đi. Điện hỏi chị xem. Phông màu rêu chắc không mất đâu, em nghĩ không mất đâu. Phông X nhá, 650. Mẹ đang này giờ nói mày. Nếu anh dám thay nó tắt muốn thì sao? Ai lấy mã này mọi người lên mã luôn cho em. Set đen nhá. Set đen 850. Ai lấy set đen mọi người lên mã cho em set đen 850 này. Ai lấy set đen mọi người lên mã cho em set đen 850 nhá. Ai lấy set đen mọi người lên mã cho em set đen cho em này. 850 set đen. Set đen 850. Cái set ES này này, hàng ES hàng xịn của nhà em luôn mọi người nhìn không? Set ES nhá. Ok chưa? ES cho em này. Thằng này đang bán 1450 nha các bà nhá. Đây sell lốt cho các bà 1C này đằng sau này. ES ai lấy ES này mọi người lên mã cho em này. ES cho em. ES ai lấy ES mọi người lên mã ES cho em. ES đen 1C. Ok. Ghi mà. Nên mù ghi mà. Ai lấy mã này mọi người lên mã luôn cho em. Mã là gì ạ? À? ES cho em nhá. Hàng xịn luôn. Xịn sò luôn nha. ES đang bán 1450 đây sell lốt cho mọi người 1C. Hàng tàu nhá, em nói trước đây nó là hàng tàu của nhà em luôn.
chưa có vẻ thằng ấy đâu các bà ơi, thằng tàu luôn ấy. Ai này mã này mọi người lên mã xem. Mã là gì ạ? F. Này trao nốt cho mọi người 400 yên. Ai để tím mọi người lên mặt tím cho em tím 400, tím còn đúng không? Ai để tím mọi người lên mặt tím cho em tím 400 nhá mọi người ơi. Ai để tím mọi người lên mặt tím cho em tím 400. Ai để tím mọi người lên mặt tím cho em tím 400 nhá mọi người. Tím 400. Ai để ghi mọi người lên mặt chốt ghi cho em này. Không ghi này, xe lốt cho mọi người 550 nhá, ghi xinh cơ. Ai để ghi mọi người mà ghi 550 giúp em. Màu ghi nhá mọi người ơi. Ai để ghi mọi người mà ghi cho em 550. Ok chưa? Ai để ghi các bác lên mã chốt luôn cho em mà ghi cho em này. 550 nhá. Ghi 550. Chỉ ra ngay. Chỉ ra. Hoặc là có đơn ebook cho em đi nha. Hoặc là có đơn ebook cho em đi ạ. Váy rút này. Váy rút sale con này nốt 1 sen. Ai này váy rút mọi người lên mà váy rút cho em 1 sen nhá. Ai này váy rút các bác lên mà cho em váy rút cho em này. Váy rút cho em 1 sen nhá mọi người ơi. Ai này váy rút mọi người lên mà váy rút cho em 1 sen. Váy rút 1 sen nha. Bà lấy cho đơn lên cho em mà váy rút cho em này 1 sen này. Thôi các bà ơi em nghỉ đây ngày mai live nhá. Ngày hôm nay live vậy thôi. Bà là có đơn ebook cho em đi. Nay nay sau hay nay trước nay sau gì? Tắt này trước trước hả? Nhá mọi người ơi, bác nào có đơn ebook cho em đi nhá. Hẹn mọi người ngày mai. Bà nào có đơn ebook cho em đi. Ok, xanh ngọc Trung Nguyễn Thị Thu Vân này. Tắt này chim trước đi gì? À, đầu tiên gì? Ok. Ok. Phong X, ok, phong X màu rêu cho bác Akina nha. Ok, bà lấy chốt đơn cho em. Không đâu thì còn 2 này. Em xem nào sao chị? Đâu đi? Đang nhớ. Đang rồi. Em mọi người ơi, ai lấy mã này nốt mọi người lên mã cho em. 623 quần jean đen nhá. Ai này mà làm gộp đơn thì các bác lên mã luôn cho em gộp đơn này. 623 kèm size. 623, ai lấy mã 623 mọi người lên mã 623 kèm size. À, size ML 623 nhá. Có đăng này đây. Kia new rồi. Kia new rồi. Ok rồi gì anh? À này mã này mọi người lên mã luôn cho em. 623 kèm size 3 size ML nhá. Giá cho các bà luôn là 1250. 623 là 1250 nha. Bà này 623 các bác lên mã 623 cho em. Ok chưa? Thôi em nghỉ đây. Hẹn mọi người ngày mai nha các bác ơi. Ngày mai nhá. Ngày mai em like mọi người và xem luôn nhá. Ok chưa các bác ơi, bà là có đơn ebook cho em đi nhá. Ok chưa, bye bye, hẹn mọi người ngày mai nhá.